Chào mừng các em học sinh đến với bài học ngày hôm nay của bộ môn Công nghệ 10. Trước khi tìm hiểu về bài học, cô và các em cùng ôn lại kiến thức của bài học trước nhé. Chọn câu trả lời đúng nhất trong câu sau đây. Câu 1. Phân bón hóa học đa số dễ hòa tan, cây dễ hấp thụ nên A. Hiệu quả nhanh, B. Hiệu quả chậm, C. Không hiệu quả và D. Ít hiệu quả. Câu nào là đúng đây các em? Câu A là câu trả lời đúng. Phân hóa học đa số dễ hòa tan, cây dễ hấp thụ nên hiệu quả nhanh. Câu số 2. Phân vi sinh có thời hạn sử dụng ngắn do khả năng sống và thời gian tồn tại của vi sinh vật phụ thuộc vào A. Điều kiện nội cảnh, B. Điều kiện ngoại cảnh, C. Điều kiện môi trường, D. Điều kiện xung quanh. Câu nào là đúng đây các em? Câu B là câu trả lời đúng. Phân vi sinh có thời hạn sử dụng ngắn do khả năng sống và thời gian tồn tại của vi sinh vật phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh. Câu số 3. Điền vào chỗ trống cho đủ ý của câu sau. Phân vi sinh cần bảo quản ở nhiệt độ bao nhiêu vậy các em? Cần bảo quản ở nhiệt độ dưới 30 độ C và không nên bảo quản quá thời gian như thế nào? Quá 6 tháng kể từ ngày sản xuất nhé các em. Câu số 4. Điền vào chỗ trống cho đủ ý của các câu sau. Bón phân hữu cơ có tác dụng cải tạo đất nhưng hiệu quả như thế nào? Nhưng hiệu quả chậm vì phải qua gì vậy các em? Qua quá trình khoáng hóa cây mới sử dụng được. Bài học tiếp theo và cũng là bài cuối của chủ đề 3, đó là bài 8, ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất phân bón. Với mục tiêu của bài học là trình bày được ứng dụng của công nghệ vi sinh, công nghệ nano, công nghệ sản xuất phân bón tăng chậm có kiểm soát trong sản xuất phân bón. Và nội dung bài học gồm 3 nội dung chính là 1. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón. 2. Ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất phân bón. 3. Ứng dụng công nghệ sản xuất phân bón tăng chậm có kiểm soát. Để khởi động vào bài học, các em quan sát hình 8.1, một số loại phân bón. Em hãy phân loại các loại phân bón trong hình 8.1 này nhé. Hình A. Hình A và hình D là phân hóa học, hình B là phân hữu cơ và hình C là phân vi sinh. Nội dung đầu tiên chúng ta tìm hiểu là phần 1, ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón. Công nghệ vi sinh là công nghệ sử dụng hoạt động sống của vi sinh vật để sản xuất ra các sản phẩm có giá trị phục vụ nhu cầu con người. Trong nông nghiệp, công nghệ này đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Quan sát hình 8.2, ta biết được nguyên lý sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Nguyên lý sản xuất phân hữu cơ vi sinh đó là phân lập và nhân chủng vi sinh vật đặc hiệu. Sau đó phối trộn chủng vi sinh vật đặc hiệu với chất nền hay còn gọi là chất mang sẽ tạo được phân hữu cơ vi sinh. Phân hữu cơ vi sinh sử dụng phổ biến trong trồng trọt, có chứa nhiều chủng vi sinh vật đặc hiệu khác nhau. Các chủng vi sinh vật được sử dụng phổ biến là nhóm vi sinh vật cố định đạm Azotobacter, Clostridium, Rhizobium, Radicazobium, Azocipriium. Nhóm vi sinh vật chuyển hóa lân đó là Pseudomonas, Bacillus megatherium,
B. Circosan aspergillus. Nhóm vi sinh vật phân giải cellulo đó là Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces, Aspergillus niger. Mật độ vi sinh vật trong phân hữu cơ vi sinh theo tiêu chuẩn quy định. Vì sao một loại phân hữu cơ vi sinh thường chứa nhiều chủng vi sinh vật đặc hiệu? Một loại phân hữu cơ vi sinh thường chứa nhiều chủng vi sinh vật đặc hiệu vì phân hữu cơ vi sinh được sản xuất bằng công nghệ vi sinh nhân giống vi sinh vật đặc hiệu, sau đó trộn với chất nền tạo nên phân hữu cơ vi sinh chứa nhiều chủng vi sinh vật đặc hiệu. Tiếp theo, ta tìm hiểu về ưu điểm của phân hữu cơ vi sinh, đó là chuyển hóa chất dinh dưỡng trong đất thành dạng, dễ hấp thụ cho cây trồng. Bón phân hữu cơ vi sinh làm tăng lượng mùn, tăng độ phì nhiêu, giúp cân bằng độ pH của đất, tăng cường khả năng chống chịu cho cây trồng. Phân an toàn với con người, thân thiện với môi trường và thích hợp với trồng trọt hữu cơ. Và nhược điểm của phân hữu cơ vi sinh đó là có hiệu quả chậm hơn phân hóa học, bảo quản thì phức tạp, hạn sử dụng thì ngắn, giá thành lại cao, và mỗi loại chỉ thích hợp cho một hoặc một nhóm cây trồng mà thôi. Vì sao phân hữu cơ vi sinh lại có hạn sử dụng ngắn hơn phân hữu cơ? Phân hữu cơ vi sinh có hạn sử dụng ngắn hơn phân hữu cơ vì phân hữu cơ vi sinh chứa nhiều vi sinh vật sống mà tuổi thọ và sự tồn tại của chúng phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh. Vì vậy, thời gian sử dụng của loại phân này không thể kéo dài. Để hiểu thêm về phân hữu cơ vi sinh, các em xem đoạn video sau đây nhé. Khi sử dụng các loại phân bón hữu cơ vi sinh, phải cần một quá trình và một thời gian nhất định để các loại vi sinh vật đất có điều kiện phát triển ổn định và cân đối để trả lại cho đất hệ sinh thái vốn có của đất. Nếu có điều kiện, theo khuyến cáo của các nhà khoa học, việc tự ủ phân hữu cơ để bón cho vườn cây của mình sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Ủ phân hữu cơ đúng kỹ thuật, tiêu diệt được các vi sinh vật có hại, biến đổi các chất dinh dưỡng khó tiêu thành chất dễ tiêu, cây trồng dễ hấp thụ, nâng cao chất lượng của phân. Để có lượng phân hữu cơ đạt yêu cầu, cần chuẩn bị đủ nguồn nguyên liệu cần thiết tùy theo nhu cầu cũng như có kích thước sân bãi thích hợp. Phân hữu cơ có cái vai trò rất là quyết định trong cái việc mà tham gia vô phòng chống giàn lá, thối rễ cũng như là chết xanh này. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta cũng phải có những thử nghiệm nghiên cứu để tự ủ phân hữu cơ chất lượng cao. Thì trong cái phân hữu cơ đó, mình, bà con mình sẽ tự bổ sung vô những cái con vi sinh vật. Vi sinh vật phân hủy đơn ra thì hai phân hủy chắc không sát bả thực vật thì có rồi. Rồi những vi sinh vật cố định đạm, rồi những con vi sinh vật khác vô trong đó. Thì như vậy bà con có được một cái phân hữu cơ rất là chất lượng. Thì trước khi mình muốn chuẩn bị mình xe đất, mình lập bờ, mình cho phân hữu cơ thì trước khi mình chuẩn bị nguồn nguyên liệu trước. Thì đầu tiên thì mình mua cái phân bò nè, phân bò với rơm, rơm cuộn cũng được, có thể mua rơm chất nấm cũng được, nhưng rơm cuộn thì nó hay hơn, hiệu quả cao hơn. Thì mua về rồi mình mới ủ trên dưới khoảng 3 tháng là mình sử dụng được. Thì mình ủ như vậy là một lớp phân bò, một lớp bò chảy mỏng, một lớp bò rồi tới một lớp rơm. Thì mình bắt đầu tưới chi cô lên. Tưới chi cô lên thì bắt đầu mình thêm một lớp phân bò và một lớp rơm. Cứ vậy thì mình một lớp vậy thì mình tưới một đợt chi cô. Thì như vậy thì cho tới nó cao thì cao nó khoảng chừng 8 tấc đến 1 mét là vừa. Thì vậy thì như vậy thì mình ủ xong là mình đậy lại kín lại. Lấy phủ bạc mình đậy kín lại thì khoảng một tháng sau là mình quay lên mình trở về. Mình lộn bài cho nó trộn lại. Thì vậy mình trộn khoảng hai lần cách nhau một tháng, là qua tháng thứ ba là mình tụi mình lật ra mình sử dụng được, mình đã quay rồi đó. Cái phân, nếu mà phân đạt chất lượng thì nhất là nó phải cho quay. Khi mình dở trong phân ra thì cái phân nó tơi xốp, nó hết độ nóng là nó tơi xốp, nó bung ra hết là tốt. Nếu mà phân mình dở ra mà còn cái độ nóng nó còn thì phân nó sử dụng chưa được, nó sẽ ảnh hưởng đến cái cây trồng của mình. Cái công đoạn ủ phân hữu cơ phân truyền thống mình thì nó có cái gì, ví dụ là mình
tương đương mình ủ thí dụ là bề ngang là khoảng 2 mét, cái dòng nó bề ngang khoảng 2 mét, cao lên 1,5 mét. Cái quy trình ủ thì thứ nhất là mình trải ở dưới trước là một lớp phân bò lên khoảng chừng 2 tấc 2,5 tấc đó, rồi cái là mình trải thì lên một cái lớp rơm mục, bắt đầu mình mới tưới nước lên mình dậm cho nó dẻ xuống, rồi bắt đầu mình mới sử dụng là mà là coi như là một lần chẳng gì làm khoảng chừng 50 gram muỗng chanh canh đó, là quậy vô thùng cái mình tưới qua cái thì mình tính tương đối sao là lên khoảng một khối rơm ủ là nó khoảng chừng 200 đến 250 gram chico á. Cứ vậy đó là mình cứ trồng hoài lên tới ví dụ bề dầu mình ngang 2 thước là lên 5 thước là tới việc mình tính ra khối. Trong quá trình ủ phân thông thường khoảng 3 tháng, việc đảm bảo nhiệt độ cũng như đảo đống ủ để có lượng phân đồng đều là khâu quan trọng. Thì cái liều lượng chai cô mà để chúng ta tưới trên một cái đống ủ tương ứng với cái liều lượng là khoảng 20 đến 30 gram trên 1 mét khối của cái đống ủ đó, thì chúng ta sẽ nhân cái kích thước thì chúng ta sẽ có một cái liều lượng chai cô nó phù hợp. Chúng ta ủ nóng thì cái nhiệt độ nó bình quân là khoảng 60 đến 70 độ C trong cái đống ủ. Như vậy thì để làm sao để chúng ta đảm bảo được cái ẩm độ cũng như nhiệt độ trong đống ủ đó là nếu mà cái đống ủ chúng ta để ngoài nắng thì cái quá trình phân hủy cái đống ủ nó sẽ nhanh hơn. Và nếu mà chúng ta để trong mát thì cái đống ủ của nó sẽ thời gian phân hủy nó sẽ chậm hơn, và cái nhiệt độ nếu mà chúng ta phủ không kín thì cái nhiệt độ nó không đảm bảo, nó không có giết chết được các vi sinh vật bất lợi trong cái môi trường đống ủ. Thời gian mà nếu mà chúng ta ủ cái đống ủ mà bằng rơm mục thì nó bình quân là khoảng từ 40 đến 45 ngày. Thì khi mà cái đống ủ nó nguội lại thì chúng ta có thể là nó đã quay mục thì chúng ta có thể tiến hành để chúng ta bón trên vườn cây ăn trái. Đối với cái việc mà chúng ta ủ bằng cái rơm cuộn thì thời gian ủ nó sẽ kéo dài hơn, là khoảng 2 tháng thì chúng ta mới sử dụng được. Bắt đầu từ ngày mình ủ đó trong vòng khoảng nửa tháng là mình dỡ cái bạt lên, khi mình ủ xong là mình phải lấy đậy bạt kín lại nha. Mình khoảng nửa tháng khi mình thọt cái tay mình dỡ lên, mình thọt vô trong cái thọt cho lò móc vô trong gần trong sâu chút xíu mà mình nghe nó nóng với mình lấy ra mình dắt mình bóp lại mình nghe nó hơi rỉ nước hơi á, là như vậy là phân nó đạt yêu cầu. Nó là rồi bắt đầu là như vậy là khoảng trong vòng tháng mình mới đảo phân lại. Thì đảo thì nói chung cái quy trình đảo cũng không có gì, ví dụ cái dòng bên đây 1-2 mét thì mình đảo kế bên ra 2 mét, thì đây mình cứ việc mình bay bư qua hoài qua lấp qua cũng như lớp trên là xuống dưới lên trên vậy đó, rồi cái mình tiếp tục mình đậy lại vậy là khoảng 2,5 tháng là mình sử dụng phân được. Nó là cái quy định của nó thường thường là khoảng trong vòng 3 tháng trở lại là mình làm đúng quy trình 3 tháng là phân xử lý được, là đem ra vườn xài được rồi. Nhưng mà thí dụ muốn trái ăn, thí dụ mình cứ việc khoảng 2,5 tháng 3 tháng mình dỡ đúng rơm ra là mình cảm thấy là có con sùng nhiều là thái phân đó đạt yêu cầu là chất lượng rồi đó. Con sùng nó bự lắm. Rồi thứ hai nữa là mình lấy tay mình bóc ra là bắt đầu nó tơi ra, nó nhuyễn nhừ ra rồi. Còn nếu mà đem ra nó còn đóng cục là cái đó nó chưa phân hủy, nó chưa có quay. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về phần 2, ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất phân bón. Công nghệ nano là công nghệ sản xuất vật liệu ở kích thước siêu nhỏ, cỡ nguyên tử, phân tử và siêu phân tử. Thì kích thước từ 1 đến 100 nanomet. 1 nanomet thì bằng 10 lũy thừa âm 6 mm nhé các em. Phân bón nano là phân bón được làm từ vật liệu nano. Do có kích cỡ siêu nhỏ nên cùng một khối lượng vật chất thì các hạt nano có diện tích bề mặt tiếp xúc lớn hơn hàng triệu lần và có thể xuyên qua vách tế bào của thực vật một cách dễ dàng. Quan sát hình 8.3, ta biết được nguyên lý sản xuất phân bón nano. Các hạt nano trong phân bón gồm có các hạt sắt, canxi, đồng, kẽm, thường được tạo thành bằng phương pháp khử hóa học. Nguyên liệu đầu vào qua một chuỗi phản ứng khử hóa học kết hợp dung môi, phụ gia tạo nên phân bón nano. Tiếp theo, ta tìm hiểu về phần 2.2, đó là ưu điểm của phân bón nano. Phân bón nano có kích thước siêu nhỏ nên dễ phân tán, bám dính, diện tích tiếp xúc tăng, có khả năng thấm sâu vào cây trồng,
tỷ lệ hấp thụ dinh dưỡng của cây đối với phân rất cao, đạt đến 90%. Phân bón thông thường thì cây chỉ hấp thu được tối đa 50%. Do vậy, người sử dụng sẽ tiết kiệm được phân bón. Và nhược điểm của phân bón nano đó là bón quá liều hoặc không đúng thời điểm sẽ gây lãng phí, tồn dư kim loại nặng trong nông sản, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng. Giá thành phân nano cao so với phân bón khác. Phần vận dụng của sách giáo khoa có nói tìm hiểu thành phần và cách sử dụng của một số loại phân bón nano. Chúng ta cùng tìm hiểu một loại phân bón nano, đó là phân bón lá nano bạc đồng. Thành phần dinh dưỡng chủ yếu chứa nguyên tố vi lượng đồng dưới dạng các hạt bạc đồng siêu nhỏ. Công dụng: bổ sung sự thiếu hụt đồng của cây trồng, tấn công mạnh mẽ sâu bệnh hại cây do nấm, vi khuẩn gây ra như bệnh xoắn lá, nấm hồng, nấm quả, thối quả, tháng thư, sương mai, v.v. Về hướng dẫn sử dụng thì pha 30-40ml phân bón với 16 lít nước dùng, phun trực tiếp lên tán cây hay tưới vào gốc cây đều được. Thích hợp dùng cho nhiều loại cây trồng như là cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn trái, cây cảnh, v.v. Để hiểu thêm về phân bón nano, các em xem đoạn video sau đây nhé. Hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau chỉ sau một cơn mưa lớn. Ruộng sử dụng phân bón lá nano, cây vẫn đứng vững và xanh tốt, trong khi lô đối chứng cây không có khả năng phát triển. Dự kiến vụ đầu nành này, ông Nếp và bà con ở xã Tân Hạnh sẽ thắng lớn khi ruộng hứa hẹn sẽ cho năng suất từ 2,8 đến 3,2 tấn trên một hecta. Thì cái dạng nó xanh nó tốt, với hai dạng ba hột nó nhiều, mà cây đầu nó phát triển mà nó không có bệnh mà nó ít sâu nữa. Chế phẩm phân bón nano qua lá bao gồm nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết trong từng giai đoạn phát triển của cây trồng như sắt, mangan, coban, đồng, kẽm. Cây trồng dễ hấp thụ hơn so với các loại phân bón lá truyền thống vì kích thước nhỏ, dễ lan tỏa, phân tán và bám dính trên lá. Chính vì thế, khi sử dụng phân bón nano, nông dân đã giảm được 50% lượng phân hóa học, 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật. Nhìn chung là sử dụng nano này là nó đỡ chi phí lắm. Hay gì là bình quân, thí dụ như mỗi một công là giải khoảng 20 kg phân. Sử dụng nano này là giải khoảng 10 kg, mười mấy kg. Là phun nó gọi cái là nó xanh hoài luôn, giống như nó rất tốt. Theo các nhà khoa học, nano là đơn vị đo kích thước chiều dài nhỏ nhất. Một nanomet chỉ bằng 1/1000000 mm. Nên 1 hectare chỉ cần 2 lít chế phẩm nano phun qua lá là đủ. Không chỉ có tác dụng tăng năng suất mà chúng còn góp phần bảo vệ môi trường. Nội dung cuối của bài học chúng ta tìm hiểu đó là ứng dụng công nghệ sản xuất phân bón tăng chậm có kiểm soát. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, hiệu suất sử dụng phân bón tại Việt Nam hiện chỉ khoảng 35-40%. Trong đó, 60-65% lượng phân bị mất đi do rửa trôi hay bay hơi. Sử dụng phân bón tăng chậm có kiểm soát là một trong những giải pháp nhằm giảm thiểu thất thoát khi sử dụng phân bón. Em có biết, khi bón phân tăng chậm có kiểm soát vào đất, theo thời gian, nước trong dung dịch đất sẽ ngấm vào bên trong qua lớp vỏ polymer của hạt phân và hòa tan dần dần các chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng sau khi được hòa tan sẽ thấm từ từ qua lớp vỏ và khuếch tán ra ngoài dung dịch đất, tùy theo khả năng hấp thụ của cây trồng. Quá trình này diễn ra với tốc độ chậm và kéo dài hết chu kỳ sống của cây trồng. Về nguyên lý sản xuất phân bón tăng chậm có kiểm soát thì sử dụng công nghệ lý hóa đặc biệt để tạo ra những hạt phân có lớp vỏ bọc polymer nhằm kiểm soát mức độ tan của phân bón, phù hợp với các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng, bảo vệ các chất dinh dưỡng không phân giải ngay vào đất trồng. Cấu tạo của hạt phân bón tăng chậm có kiểm soát theo hình 8.4 bao gồm phân vỏ bọc
là các lớp polymer sinh học với độ dày khác nhau, tùy từng loại phân. Phần nhân là các nguyên tố dinh dưỡng như N, P, K, Mn, Bo, Cu, v.v. Vì sao các chất dinh dưỡng trong hạt phân tăng chậm có kiểm soát, không tăng ngay vào dung dịch đất sau khi bón? Sau khi được bón vào đất trồng, lớp vỏ bọc của phân tan chậm để nhằm kiểm soát mức độ tan của phân bón phù hợp với các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng, bảo vệ các chất dinh dưỡng không phân giải ngay lập tức vào đất trồng. Tiếp theo, ta tìm hiểu về phần 3.2 ưu điểm của phân bón tan chậm có kiểm soát. Phân bón tan chậm có kiểm soát giảm thiểu sự rửa trôi và bay hơi của phân bón, tiết kiệm được công bón, lượng phân bón, giảm được 40-60% lượng phân bón so với phân bón thông thường, đồng thời hạn chế việc gây ô nhiễm mạch nước ngầm, không khí và thoái hóa đất. Vì sao bón phân tan chậm có kiểm soát là tiết kiệm được phân bón? Vì phân bón tan chậm có kiểm soát, giảm thiểu sự rửa trôi và bay hơi của phân bón. Do đó, tiết kiệm được công bón, giảm được 40-60% lượng phân bón so với phân bón thông thường. Và nhược điểm của phân bón tan chậm có kiểm soát đó là giá thành sản xuất và giá bán khá cao. Chủng loại chưa đa dạng, nên tùy từng loại cây trồng mà phải bón bổ sung thêm các loại phân khác. Phần vận dụng của nội dung này cũng muốn tìm hiểu thành phần và cách sử dụng một số loại phân bón tan chậm có kiểm soát. Chúng ta cùng tìm hiểu một loại phân bón tan chậm có kiểm soát, đó là phân bón Rhynon Power Whey 230 NPK 23088 cộng với lại TE cộng với lại chitosan. Thành phần đó là đạm tổng số, tức là N đó là 23%, lân hữu hiệu P2O5 là 0,8%, kali hữu hiệu K2O 0,8%. Các chất khác TE gồm có là Cu, ZN, Fe, P là 250 ppm, còn tritosan thì là 2%. Về cách sử dụng thì bón Rhynon Flower Mat 230 vào giai đoạn cây sau ra hoa nhằm kích thước cây bọc mầm, ra lá, xanh lá, đâm chồi mới, nuôi chồi mới. Đối với cây kiển lá đó thì có thể dùng cho mọi giai đoạn. Còn đối với phong lan thì đặt túi lọc vào chậu cây cách gốc 5 cm hoặc mắc túi lưới vào giò lan, tưới nước, chăm sóc bình thường. Đối với cây kiển trồng chậu thì đặt túi lọc cách gốc 5 cm, sâu dưới đất 5 cm, lấp đất lại, sau đó tưới nước, chăm sóc bình thường. Sau 4 tháng, tức là khoảng 120 ngày thì bón lặp lại. Để hiểu rõ thêm về phân bón tan chậm có kiểm soát, các em xem đoạn video sau nhé. Đến năm 2050, nông dân sẽ cần sản xuất thực phẩm cho dân số thế giới, ước tính vào khoảng 9,6 tỷ người. Sản xuất thực phẩm nhiều hơn với ít nguồn tài nguyên hơn là một thách thức của các quốc gia. Điều này chỉ có thể đạt được bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất trong nông nghiệp. Phân bón tan chậm có kiểm soát, Controlled Release Fertilizer, CRF, là khái niệm vẫn còn mới tại thị trường Việt Nam, nhưng đã trở thành phổ biến tại các nước có nền nông nghiệp tiên tiến như Mỹ, châu Âu và ngay châu Á, đã được sử dụng rất nhiều tại Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Họ coi đây là giải pháp cho nền nông nghiệp để nuôi sống 9,6 tỷ người. Vì sao phân bón tan chậm này lại được coi là công nghệ của tương lai?
Các nhà du hành vũ trụ trên trạm không gian quốc tế ISS đã trồng rau xanh trên không gian thành công. NutriCode, hay còn có tên gọi khác là High Control, đã được NASA dùng thử nghiệm trong hệ thống sản xuất thực phẩm Veggie. Đây là một trong ba loại phân bón tan chậm có kiểm soát hàng đầu thế giới. Thay vì ở trong một cái hộp khép kín, căn phòng có các ống có thể mở rộng và xếp lại được, thì phi hành đoàn có thể ngắm cây trồng mọc lên ở đó. Công nghệ màn bọc của Nhật Bản cho phép sản phẩm kiểm soát được thời gian phóng thích chất dinh dưỡng mà không phụ thuộc vào các yếu tố của môi trường bên ngoài. Ở đây là môi trường không trọng lực. Trong môi trường được kiểm soát chặt như thế này, những cây rau diếp romaine đỏ đang mọc lên. Tôi cho rằng nó có hiệu quả bởi vì bạn biết đấy, về cơ bản nó có thể cung cấp dưỡng chất cho cây trồng theo thời gian, bởi vì nó có cơ chế tan chậm và vì thế cho phép cây trồng phát triển trong điều kiện được kiểm soát chặt. Sau thời gian thử nghiệm, cơ quan vũ trụ hàng không Mỹ NASA đã gửi tới nhà sản xuất phân bón tan chậm có kiểm soát Jicam Agri của Nhật một bức thư. Sản phẩm này cung cấp tất cả các dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng của chúng tôi phát triển tốt, dù chúng tôi đang trồng ở những điều kiện hết sức đặc biệt. Phân bón tan chậm có kiểm soát đã phổ biến trên thế giới khoảng 10 năm nay. Tại Việt Nam, dòng phân bón tan chậm có kiểm soát này vẫn còn khá mới mẻ và thậm chí là khó tiêu thụ, bởi tâm lý của người nông dân là mong muốn sản phẩm phải tan nhanh, có hiệu quả tức thì. Hiện mới chỉ có một số đơn vị sản xuất, nhập khẩu và phân phối dòng phân này. Tỷ trọng còn rất ít trong tổng số phân bón tiêu thụ 11 triệu tấn. Khi mà chúng tôi bắt đầu tiếp xúc với cả cái dòng phân bón tan chậm có kiểm soát của Nhật Bản, tôi nhận thấy nó có rất nhiều lợi thế so với cái phân bón NPK thông thường. Ưu điểm, phải nói là ưu điểm, ưu việt hơn rất nhiều. Những ưu điểm của dòng phân này là gì mà có thể thuyết phục được cả cơ quan NASA của Mỹ sử dụng? Chúng nằm ở cấu tạo của những hạt phân tử nhỏ bé này. Cấu tạo của một hạt phân bón chậm tan có kiểm soát bao gồm hai phần. Phần bao bọc bên ngoài là các lớp polymer. Lớp này dày hay mỏng tùy theo yêu cầu về thời gian phân giải. Phần nhân bên trong là các khoáng chất như nitơ, phosphor, kali, magie, boron. Sau khi bón phân bón chậm tan có kiểm soát vào đất, nước sẽ thấm qua lớp bọc polymer đi vào bên trong hạt phân. Các nguyên tố khoáng chất sẽ hòa tan vào nước ở bên trong lớp bọc xung quanh. Các nguyên tố khoáng này là nguồn dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng. Quá trình phân giải của các phần tử khoáng hòa tan bên trong hạt phân tiếp tục cho đến khi các phần tử này khuếch tán hết ra ngoài môi trường xung quanh 100%. Khi đó chỉ còn lớp bọc polymer và nước. Sau một thời gian từ 1 đến 2 năm, lớp bọc này sẽ tự phân hủy hữu cơ và không ảnh hưởng đến môi trường và vùng đất. Cái phân bón tan chậm ấy, có kiểm soát ấy, mà người ta gọi là phân bón thông minh ấy. Tức là người ta có thể điều khiển, biết trước được là nó sẽ tan theo từng cái tiến độ và từng cái khoảng thời gian, thì thứ nhất là vẫn đáp ứng được cho nhu cầu của cây, hai nữa lại không làm bị thất thoát. Thì đấy là cái mà hiện nay các nhà sản xuất đang hướng tới. Những hạt phân này có thể tan từ 1 tháng đến 1 năm, bất chấp tình hình thời tiết mưa hay là nắng, lạnh hay là nóng. Điều gì khiến chúng không chịu tắt